Xin chào các em. Chúng ta đang ở trong cái nội dung thứ tư của chương thứ ba là chương ánh sáng tuyến tính. Tuần trước thì chúng ta có một cái bài tập mà mình đang làm dang dở, đó là chéo hóa một cái ma trận A. Thì bài này nó gồm có hai phần. Thứ nhất là ta kiểm tra xem cái ma trận A có chéo hóa được hay không. Và thứ hai là nếu chéo hóa được thì chúng ta sẽ chéo hóa như thế nào. Thì do thời lượng phát sóng của tuần trước á, nó hết cho nên là chúng ta chưa hoàn chỉnh cái bài này. Thì hôm nay chúng ta sẽ tiếp tục làm cho nó xong cái ví dụ đó. Xin mời các em bắt đầu theo dõi. Chúng ta có ví dụ như sau. Chéo hóa ma trận A nếu được. Trên bảng là một cái ma trận A. Đây là một cái ma trận vuông cấp 3. Đầu tiên là chúng ta thử xem cái ma trận A này nó có chéo hóa được hay không. Chúng ta nhớ lại là một cái ma trận mình muốn kiểm tra xem có chéo hóa được hay không thì chúng ta phải làm cái gì. Thứ nhất là chúng ta đi tìm các cái giá trị riêng lambda t của cái ma trận A này bằng cách là giải cái phương trình đa thức đặc trưng của nó. Sau đó chúng ta tìm thêm cái bội của mỗi cái giá trị riêng lambda t và chúng ta kiểm tra xem là hai cái điều kiện của định lý về chéo hóa ma trận nó có được thỏa mãn hay không. Điều kiện thứ nhất đó là tổng của tất cả các cái bội á, của các lambda t thì nó bằng bằng n, n tức là cái cấp của ma trận vuông đó. Cái thứ hai là mình xét cái hạng của cái ma trận A trừ lambda ti xem nó có bằng n trừ nt mà đúng với mọi t hay không. Tôi nói như vậy các em có còn theo kịp không? Nếu mà mình vẫn chưa nghe kịp thì chúng ta viết cụ thể lại cái định lý. An có k giá trị riêng. Giả sử là lambda 1, giá trị riêng đầu tiên có bội là n1. Giá trị riêng lambda 2 nó có bội là n2. Vân vân, lambda k thì nó có bội là nk. Khi đó định lý nói rằng An chéo hóa được khi và chỉ khi nó thỏa hai điều kiện sau đây. Thứ nhất là tổng của tất cả cái bội của các cái giá trị riêng này, tức là n1 cộng n2 cộng nk nó bằng n. Thứ hai là ta đi tính hạng của A trừ lambda ti, i ở đây tức là ma trận đơn vị cấp n. Xem thử nó có bằng n trừ đi cái bội đó không, có bằng n trừ nt không. Mà cái điều này nó phải đúng với mọi t từ 1 đến k, tức là phải đúng cho mọi giá trị riêng. Nếu thỏa mãn được hai điều này thì ta nói rằng là cái ma trận A mà chúng ta đang xét nó chéo hóa được. Và xin lưu ý rằng là trong hai cái điều kiện này thì điều kiện thứ hai chúng ta học trong tuần trước rằng là ta chỉ cần kiểm tra cái điều kiện số 2 trong hai điều kiện này, tức là điều kiện sau các em. Chỉ cần kiểm tra cái điều kiện sau này với cái nt nào lớn hơn 1 thôi. Có nghĩa là nếu là nghiệm đơn thì coi như nó đúng rồi, không cần kiểm tra nữa. Chúng ta vừa nhắc lại với nhau cái định lý, bây giờ chúng ta áp dụng định lý này để làm cái ví dụ A. Chéo hóa ma trận này. Trước hết thì chúng ta đi tìm giá trị riêng bằng cách là giải cái phương trình đặc trưng của ma trận. Phương trình đặc trưng của ma trận tức là cái phương trình mà det của A trừ lambda y bằng 0. Như vậy thì trước hết chúng ta phải tính cái định thức này. A trừ lambda y, đây là A các em ha, mình trừ đi lambda y, tức là mình lấy số lambda mình nhân với ma trận đơn vị. Thì khi lấy lambda nhân ma trận đơn vị thì các cái phần tử trên đường chéo chính của ma trận đơn vị nó trở thành là số lambda, còn tất cả các phần tử khác thì vẫn là số 0. Rồi mình lấy A trừ lambda y thì trừ các phần tử tương ứng với nhau. Cái công việc này là hết sức đơn giản bởi vì cái toán nhân một số với một ma trận hay là hiệu hai ma trận thì đối với chúng ta là những phép toán hết sức cơ bản. Thì cái này nó sẽ ra như thế này. 3 trừ lambda trừ 2 không, là bởi vì lambda y các cái phần tử nằm ngoài đường chéo chính nó bằng không mà. Tương tự như vậy dòng thứ hai ta có được là trừ 2 3 trừ lambda không. Đây là không, đương nhiên đây là không và cái này sẽ là 5 trừ lambda. Rất dễ dàng. Tiếp theo chúng ta sẽ đi giải cái định thức này bằng không. Thì định thức này đây là một cái định thức cấp 3, tính toán
thì có nhiều cách tính. Em có thể thấy rằng là mình tính bằng cách là dùng Sarius hay là chúng ta khai triển một dòng, một cột gì đó. Công việc hết sức đơn giản cho nên tôi đã tính sẵn luôn. Định thức này bằng trừ lambda trừ 1 nhân với 5 trừ lambda bình phương. Chúng ta cho cái định thức này bằng 0 để chúng ta tìm các giá trị riêng. Thì khi cho bằng 0 thì ta được một nghiệm là lambda bằng 1 và một nghiệm lambda bằng 5. Đây, lambda bằng 1 và đây là nghiệm đơn, tức là bội là 1. Và nghiệm thứ hai là lambda 2 nó bằng 5, bội là 2, tại vì đây là số 2. À. Như vậy là chúng ta đã tính xong và cái bước thứ nhất là đi tìm các cái giá trị riêng của mặt trận A. Bây giờ bước tiếp theo là chúng ta sẽ kiểm tra hai cái điều kiện của định lý vừa nêu ở đầu buổi học. Lambda 1 chúng ta viết lại có bội là n1, lambda 2 bội là n2, với n1 là 1 và n2 là 2. Thế điều kiện thứ nhất nói rằng là tổng các cái bội của các giá trị riêng nó phải bằng n. N tức là cấp của ma trận A mà chúng ta đang xét. Ở đây n là 3, tại vì ma trận A cũng chúng ta là một cái ma trận vuông cấp 3. Và bên tay trái thì chúng ta chỉ có hai bội thôi, đó là n1 và n2 thôi. N1 là 1 và n2 là 2. Như vậy mình lấy n1 mình cộng n2 tức là 1 cộng 2. Chúng ta được là số 3 và nó bằng cấp của ma trận là n. Vậy như vậy là cái điều kiện thứ nhất để chéo hóa ma trận A nó đã được thỏa mãn. Tiếp theo chúng ta sẽ xét cái điều kiện số 2, tức là cái hạng của A trừ lambda lambda T đó. Chúng ta xét cái hạng của A trừ lambda TI. Xem thử nó có bằng N trừ NT mà với mọi T từ 1 đến K hay không. Đây là điều kiện số 2. Và hồi nãy có nói rằng là cái điều kiện số 2 này chúng ta chỉ kiểm tra với cái giá trị riêng nào mà có cái bội nó lớn hơn 2 thôi. Còn nếu bội là 1 thì chúng ta nghiệm đơn, ta xem coi là bội là 1 đi để cho nói cho nó tổng quát. Thì nếu mà là nghiệm đơn thì chúng ta không cần xét nữa bởi vì điều đó nó luôn luôn đúng. Vậy thì ở đây lambda 1 của chúng ta có bội là n1 bằng 1. Vậy thì không cần kiểm tra điều kiện số 2 này cho cái lambda 1. Chúng ta kiểm tra điều kiện số 2 với lambda 2 bằng 5 bởi vì n1 nó là 2, tức là cái nt của mình nó lớn hơn 1 đó. Chúng ta sẽ đi kiểm tra điều kiện số 2. Kiểm tra điều kiện số 2 là kiểm tra cái hạng của A trừ lambda y, xem nó có bằng n trừ đi cái bội của lambda hay không. Như vậy là chúng ta đi thiết lập cái ma trận A trừ lambda y. Đây là cái ma trận A trừ lambda y. Chúng ta tính ở trên rồi. Chúng ta nói rằng là chỉ xét điều kiện số 2 đối với lambda 2 là 5 mà thôi. Vậy thì chúng ta thế lambda 2 bằng 5 vào đây. Chúng ta có A trừ 5y, lambda là 5. Thì khi thế lambda bằng 5 thì chúng ta được cái ma trận như thế này. 3 trừ đi 5 tức là trừ 2. Chỗ này 3 trừ 5 cũng là trừ 2. Và cái vị trí ở vòng 3 cột 3 thì nó trở thành là số 0 bởi vì chỗ này là lambda đang là số 5. Còn các cái phần tử khác nằm ngoài đường dấu chính thì đương nhiên là không thay đổi gì hết, chúng ta giữ nguyên. Bây giờ chúng ta làm cái gì? Bước tiếp theo là chúng ta đi tìm hạng của A trừ 5y. Và muốn tìm hạng của một cái ma trận thì chúng ta đưa nó về bậc thang xong rồi chúng ta đếm số dòng khác không của nó. Ma trận A trừ 5y thì chưa phải là ma trận bậc thang. Bây giờ muốn đưa bậc thang thì chúng ta làm thế này. Phải biến cái số trừ 2 này thành số 0. Mà như vậy thì chúng ta dễ thấy rằng là cần phải lấy cái dòng thứ hai trừ đi dòng thứ nhất để trừ 2 mà trừ cho cái trừ 2 này nó bằng 0. Khi trừ như vậy thì dòng thứ nhất ta để nguyên nè. Dòng thứ hai trừ 2 trừ cho trừ 2, vị trí này là số 0 các em ha. Trừ 2 trừ 2 chỗ này cũng là số 0. Ở đây là số 0. Còn cái dòng cuối thì nó là số 0 rồi, nó là dòng bằng 0, chúng ta để nguyên.
Thế sau khi làm một cái động tác rất đơn giản là lấy dòng 2 trừ dòng 1 thì chúng ta đã đưa được cái ma trận A trừ 5Y này về một cái ma trận bậc thang. Đó. Và ma trận bậc thang này có một dòng khác không? Cho nên chúng ta sẽ kết luận rằng hạng của cái A trừ 5Y bằng bằng 1. À, chúng ta suy ra rằng hạng của A trừ 5Y bằng 1. Và chúng ta thử xem rằng cái hạng này nó có bằng N trừ đi N2 hay không? N trừ NT đó. À, thì ở đây N trừ N2 là 1. Bởi vì N của mình là 3. N là cấp của ma trận A. Ma trận A của chúng ta là ma trận vuông cấp 3. Trừ N2 là trừ đi 2 ra 1. À, vậy thì chúng ta có được hạng của A trừ 5Y nó đúng bằng N trừ N2. À, như vậy thì chúng ta kết luận rằng A có thể chia hóa được. À, như vậy là chúng ta giải quyết xong được cái phần thứ nhất của bài toán. Họ hỏi mình là chéo hóa ma trận A. À, chúng ta phải làm hai điều các em. Điều thứ nhất là xem ma trận này có chéo hóa được hay không bằng cách kiểm tra hai cái điều kiện của định lý về sự chéo hóa được. Chúng ta vừa làm xong chuyện đó và chúng ta thấy rằng là ma trận A này chéo hóa được. Thế tiếp theo là chúng ta làm cái gì nè? Chúng ta chéo hóa ma trận A này. Thì các em nhớ là để chéo hóa ma trận A, khi mà nó chéo hóa được thì chúng ta phải đi tìm một cái ma trận S. Các em nhớ không nè? Cái ma trận S đó phải làm sao mà nếu nhân ma trận nghịch đảo của S, tức là S trừ 1 đó, nhân với ma trận A rồi nhân với ma trận S thì nó ra một cái ma trận D là ma trận chéo. Và trong cái định lý mình học tuần trước á, người ta cũng có chỉ cho mình cách tìm cái ma trận S đó như thế nào. Hy vọng là các em còn nhớ. Ở đây chúng tôi sẽ trình bày lại cái định lý đó một lần nữa. Phần thứ hai của định lý vừa rồi là khi A mà chéo hóa được thì cái ma trận S mà dùng để chéo hóa ma trận A đó nó được xác định như thế này nè. Cứ ứng với mỗi cái giá trị riêng lambda t mà chúng ta tính ở trên á thì chúng ta đi giải cái hệ phương trình tuyến tính thuần nhất A trừ lambda t y nhân với x. Chúng ta đi giải cái hệ phương trình A trừ lambda t y nhân với x bằng 0. Đây là một cái hệ phương trình tuyến tính thuần nhất. Chúng ta giải nó để làm gì? Thì khi giải nó ra đó thì chúng ta có một cái nghiệm là nghiệm tổng quát, hệ nghiệm tổng quát của cái hệ phương trình này. Thì từ cái nghiệm tổng quát thì chúng ta suy ra những cái nghiệm cơ bản để làm gì? Để tìm ra những cái vector riêng độc lập tuyến tính của ma trận A mà ứng với cái giá trị lambda t mà chúng ta đem ra chúng ta xét. Đó. Cứ mỗi lambda t chúng ta đi tìm cái hệ vector độc lập tuyến tính của nó, tương ứng của nó. Rồi cái ma trận S, cứ mỗi cột của nó đó là các cái vector riêng đó, các cái vector riêng độc lập tuyến tính đó. Đây, định lý nói là như thế này. Sau khi giải cái này ra, chúng ta đi tìm hệ nghiệm cơ bản mà chúng ta đặt st. Ứng với mỗi lambda t thì chúng ta có cái hệ nghiệm cơ bản mà chúng ta đặt là st. Thế cái ma trận S là cái ma trận mà các cái cột của nó là các cái vector trong các cái hệ st này. Các em có hình dung được không? Chúng ta sẽ dùng cái phần 2 của định lý để tiếp tục làm cái ví dụ mà chúng ta đưa ra hồi nãy. Như vậy thì bây giờ thế này, chúng ta có hai cái lambda, lambda 1 và lambda 2. Lambda 1 của chúng ta là 1. Chúng ta giải cái hệ phương trình tuyến tính thuần nhất tương ứng với nó để đi tìm cái hệ nghiệm cơ bản. Hệ tuyến tính thuần nhất lúc này là A trừ lambda 1 nhân x nhân 0 bằng 0. Lambda 1 bây giờ là 1. Như vậy chỗ này là A trừ 1y, tức là A trừ y nhân x bằng 0. Bây giờ A trừ y, hồi nãy chúng ta có biến đổi rồi, lúc mà chúng ta làm ở trên chúng ta tìm cái giá trị riêng thì chúng ta biết rằng là A trừ y đó, cái ma trận này sau một hồi biến đổi thì nó thành ra cái ma trận có dòng thứ nhất là 2 trừ 2 0, dòng thứ hai là 0 0 0, dòng thứ ba là 0 0 4. Đây là A trừ y. Thế thì có hệ, có cái ma trận hệ số A trừ y này rồi thì từ đây chúng ta sẽ viết ra một cái hệ phương trình tuyến tính thuần nhất mà tương ứng với cái hệ ban đầu. Dòng thứ nhất là chúng ta có 2x trừ 2y bằng 0.
Rồi chúng ta có này, cái chỗ này là không x cộng không y ha, cộng không z bằng không, luôn luôn đúng rồi, chúng ta khỏi viết ra. Cái hàng thứ ba là không x đó cộng không y cộng 4z bằng không, chúng ta biết gọi là 4z bằng không. Như vậy là từ cái ma trận hệ số sau khi biến đổi, chúng ta viết ra được một cái hệ phương trình tuyến tính thuần nhất tương ứng. Từ đây chúng ta giải tìm hệ nghiệm tổng quát của nó. Thế thì từ cái dòng ở dưới chúng ta có được là z bằng 0. Còn ở trên thì chúng ta chuyển vế và đơn giản cho 2 thì chúng ta có x bằng y. Như vậy thì hệ phương trình tuyến tính thuần nhất này nó có nghiệm tổng quát là gì nè? Đây, thành phần thứ ba z là bằng 0. Còn x thì bằng y, như vậy thì chúng ta đặt y là x, như vậy là nó là xx. Vậy là nghiệm tổng quát của chúng ta đó là một cái vector có dạng là x, x0, trong đó x tùy y. Và đến đây thì chúng ta học cái hệ phương trình tuyến tính thuần nhất rồi, từ cái nghiệm tổng quát đó thì chúng ta cho các cái biến số lần lượt mang các giá trị là một, các biến số khác bằng 0, vân vân, thì chúng ta sẽ được cái nghiệm cơ bản. Thì ở đây chỉ có một cái biến tự do là x, và chúng ta sẽ cho x bằng 1 để tìm ra cái nghiệm cơ bản của cái hệ phương trình tuyến tính thuần nhất. Như vậy thì nghiệm cơ bản nó sẽ là gì nè? Cho x bằng 1 thì chúng ta được là 1, 1, 0. Như vậy là nghiệm cơ bản của cái hệ phương trình tuyến tính thuần nhất này nè, mà viết dưới dạng cột là 1, 1, 0. Nó là gì? Nó chính là cái vector riêng độc lập tuyến tính của ma trận A mà ứng với giá trị riêng lambda bằng 1 đó các em. Bước tiếp theo thì chúng ta sẽ làm tương tự cho cái lambda 2 là 5. Chúng ta làm tương tự như thế này nè. Chúng ta tính A trừ lambda 2x bằng 0. Rồi chúng ta biến đổi cái ma trận A mà trừ 5y. Từ đó chúng ta viết ra một cái hệ phương trình tuyến tính thuần nhất tương ứng với lambda 2. Và chúng ta cũng tìm nghiệm tổng quát. Từ đó chúng ta cũng tìm ra cái nghiệm cơ bản ứng với lambda 2. Lambda 2 của chúng ta là 5. Chúng ta đi giải cái hệ phương trình tuyến tính thuần nhất là A trừ lambda 2y nhân x bằng 0. Và lúc này là vì lambda 2 là 5, cho nên em thế vào đây em được là A trừ 5y nhân x bằng 0. Nhưng mà trong khi chúng ta đi tìm giá trị riêng như đã nói hồi nãy, thì chúng ta đã có biến đổi cái ma trận A trừ 5y rồi. Biến đổi một hồi thì chúng ta có A trừ 5y, nó có dạng như sau. Dòng thứ nhất là trừ 2, trừ 2, 0. Dòng thứ hai với dòng thứ ba là dòng bằng 0. Từ cái ma trận này chúng ta sẽ viết ra hệ phương trình tuyến tính thuần nhất tương ứng với nó. Thì do dòng thứ hai và dòng thứ ba nó bằng 0 rồi, cho nên chúng ta không quan tâm nữa. Nhắc lại một tí. Nếu em viết ra thì em sẽ viết là 0x cộng 0y cộng 0z bằng 0. Điều đó luôn luôn đúng. Đó các em. Như vậy thì chúng ta chỉ viết cái phương trình từ cái dòng thứ nhất mà thôi. Trừ 2 này tức là trừ 2x, trừ 2 này là trừ 2y, cộng 0z, ở đây chúng ta không ghi ra đó, không nhân z bằng 0, bằng 0. Vậy là hệ này cho chúng ta là gì nè? Như vậy thì cái hệ này gồm có 3 ẩn là x, y, z. X, y, z. Thì chúng ta thấy ở trong này thì không đề cập gì đến z hết, có nghĩa là z tùy ý đó các em. Z tùy ý, đặt là m, m tùy ý. Rồi. Còn x và y thì nó có cái mối quan hệ với nhau. Chúng ta có x thì bằng trừ y, chuyển vế và đơn giản. Như vậy thì từ cái hệ phương trình này chúng ta sẽ tìm ra được cái nghiệm tổng quát của nó. Đó là cái nghiệm có dạng như sau này. Em thấy ha, ba thành phần của nó. Z là m. X thì bằng trừ y, như vậy thì ở đây là y nè. X bằng trừ y cho nên mình thấy chữ x bằng trừ y. Như vậy là nghiệm tổng quát ở đây là trừ y, y và m. Nó có hai cái biến tự do là y và m. Y và m lấy tùy ý. Đó, chúng ta sẽ có vô số nghiệm của cái hệ phương trình tuyến tính này. Nhưng bây giờ từ cái nghiệm tổng quát này chúng ta sẽ tìm ra cái nghiệm cơ bản của nó. Tại vì định lý yêu cầu như vậy. Thì chúng ta muốn tìm cái nghiệm cơ bản thì chúng ta cứ lần lượt cho biến tự do này bằng 1, biến kia bằng 0. Tức là cho m bằng 1, y bằng 0, cho y bằng 1, m bằng 0. Thì chúng ta sẽ được nghiệm cơ bản. Như vậy là nghiệm cơ bản là
cho y là 1 và m bằng 0 thì chúng ta được kinh nghiệm cơ bản thứ nhất mà viết dưới dạng cột là, em xem nè, m là 0, y là 1, như vậy nó ra là trừ 1, 1, 0. Chúng ta có m là 0, y là 1, x là trừ y, nó là trừ 1. Rồi. Rồi. Tiếp theo là chúng ta sẽ cho gì? Hồi nãy cho y bằng 1, m bằng 0. Bây giờ chúng ta sẽ cho y bằng 0, m bằng 1. Y bằng 0, m bằng 1. À, như vậy thì chúng ta sẽ được kinh nghiệm cơ bản x3. Đây. M là 1. Chúng ta cho y bằng 0. Mà x thì bằng trừ y, như vậy x cũng bằng 0. Vậy là chúng ta vừa tìm được tất cả kinh nghiệm cơ bản ST ứng với mỗi cái lambda T. Rồi tiếp theo thì chúng ta sẽ viết ra cái matrix S. Em nhớ không? Ta viết ra cái matrix S thì cái matrix S là cái ma trận mà các cái cột của nó chính là các cái vector x1, x2, x3 đó. Đây. Chúng ta tìm được x1 nè, x2 nè và x3. X1 là kinh nghiệm cơ bản lúc mà chúng ta giải ra từ cái hệ phương trình tuyến tính mà ứng với lambda 1 đó, đây là vector riêng ứng với lambda 1. Và đây là hai vector riêng độc lập tuyến tính ứng với lambda 2 bằng 5. Định lý nói rằng là cái ma trận S mà dùng để chéo hóa cái ma trận A đó, đó là một cái ma trận. Mà cái cột của nó đó, cột thứ nhất của nó là x1. Cột thứ hai là x2 và cột thứ ba là x3. Đây là cột thứ nhất, đây là x1 các em. X2 đây, trừ 1, 1, 0. Đây là x3. Đó, như vậy là chúng ta đã tìm được cái ma trận S mà để chéo hóa ma trận A. Và lúc này nếu chúng ta lấy S trừ 1, chúng ta nhân ma trận A, chúng ta nhân thêm ma trận S nữa thì nó sẽ ra một cái ma trận chéo. Và như vậy là công việc sẽ hoàn tất. Các em thêm nha. Đây là A nè, viết lại nè, đây là S nè. Đó. Ta có A rồi, chúng ta có S rồi các em ha. Thế thì có S rồi thì chúng ta sẽ tính cái gì nè? Tính S trừ 1 và D của mình chính là S trừ 1 nhân A nhân S. Và cái việc mà tính toán này thì đơn giản thôi và nó là cái kiến thức của chương trình cũ cho nên ở đây sẽ không nhắc lại. Các em từ cái ma trận S, các em tính lại cái ma trận nghiệp đảo của nó. Dùng cái thủ thuật mà tìm ma trận nghiệp đảo đó, hoặc là em dùng phép biến đổi sơ cấp trên dòng, hoặc là em dùng cái công thức của cái ma trận nghiệp đảo, em tính S trừ 1, em nhân A nhân S. Kết quả các em thấy cái ma trận D đúng là một cái ma trận chéo. Các cái phần tử mà nằm ngoài đường chéo chính nó bằng 0. Như vậy là chúng ta đã hoàn tất xong cái ví dụ mà chúng ta còn nợ lại trong buổi học trước. Và qua qua ví dụ này thì chúng ta đã ôn lại được hai điều về cái sự chéo hóa ma trận, đó là cái điều kiện để cho một cái ma trận nó có thể chéo hóa được. Cái thứ hai là chúng ta cũng đã ôn lại là cái cách mà chéo hóa ma trận, tức là đi tìm cái ma trận S mà dùng để chéo hóa cái ma trận A cho trước. Đối với chương thứ ba các em là chương ánh xạ tuyến tính á, thì tạm thời chúng ta sẽ ngưng ở đây và chúng ta sẽ ôn tập cái chương này giống như các cái chương trước là chương 1 và chương 2. Tôi sẽ cùng các em ôn tập lại cái chương số 3 qua một số bài tập trắc nghiệm. Xin mời các em bắt đầu ôn tập. Bài tập ôn chương 3. Câu thứ nhất, người ta hỏi mình là ánh xạ nào sau đây là ánh xạ tuyến tính đi từ R3 vào R2. Là họ cho mình bốn cái ánh xạ F. Thế bây giờ để trả lời câu hỏi này thì chúng ta cũng, vì đây là ôn tập mà, chúng ta cũng cần nhắc lại với nhau rằng thế nào là một cái ánh xạ tuyến tính. Thế một ánh xạ được gọi là ánh xạ tuyến tính đi từ một cái không gian vector U và một không gian vector V khi nó thỏa hai điều kiện cho trước. Đó. Các em còn nhớ hai điều kiện đó không? Đây, chúng tôi có ghi ra đây. Cho UV là hai cái không gian vector trên cùng một cái trường số k. Các em nhớ là phải cùng một cái trường số. Và cái trường số k ở đây thì hoặc là em lấy C hoặc là R. Nhưng mà mình giới hạn lại trong cái chương trình của mình thì mình xét k là R mà thôi.
thì một cái ánh xạ F đi từ U vào V nó được gọi là ánh xạ tuyến tính nếu hai điều kiện sau đây được thỏa mãn. Thứ nhất là F của X cộng Y bằng cái gì? Nó phải bằng Fx cộng Fy. À, mà điều này phải đúng với mọi xy thuộc cái không gian vector U. Điều kiện số 2 là F của Mx bằng bao nhiêu? Bằng M lần Fx. Và điều này nó phải đúng với mọi x thuộc U và với mọi M. M là số thuộc cái trường K. Khi một cái ánh xạ tuyến tính thỏa, khi một cái ánh xạ thỏa hai cái điều kiện này thì ta nói nó là ánh xạ tuyến tính. Và chúng ta có một trường đặc biệt là nếu như không gian vector U và V nó như nhau thì cái ánh xạ tuyến tính còn có cái tên khác, đó là phép biến đổi tuyến tính. Chúng ta nói rằng là nếu U bằng V thì F gọi là phép biến đổi tuyến tính. Các em để ý rằng là cái tuyến tính có nghĩa là bậc nhất. Cho nên ở đây nè, fmx nó phải ra m lần fx, m lần fx. Fx cộng y tách ra là fx cộng fy. Ở đây nó không có cái bình phương, không có fmx bằng m bình phương chẳng hạn. Nè. Ở đây không có f của x cộng y, nó không là fx nhân fy. Cái tuyến tính nó mang cái ý nghĩa như vậy đó. Thế mình hiểu như vậy thì mình sẽ làm trắc nghiệm nó nhanh hơn. Bây giờ sau khi ôn cái định nghĩa như vậy rồi, chúng ta quay lại chúng ta xem thử rằng là cái câu số 1 thì phương án nào là đúng. Họ cho mình ánh xạ tuyến tính đi từ R3 vào R2. Chúng ta xét từng cái ánh xạ F1 nè. Ánh xạ này em thấy nè, Fx Iz cho là x trừ xy 3y cộng z. Em có thấy là trong cái thành phần thứ nhất này nè, ở cái số hạng thứ hai của thành phần thứ nhất, nó là tích x nhân y. Mà các em biết rằng x là bậc 1, y là bậc 1, bậc 1 nhân bậc 1 là bậc 2. Nó hết bậc nhất, nó mất đi sự tuyến tính. Cho nên mình nghĩ rằng là cái này không đúng. À, muốn làm cụ thể thì chúng ta phải chứng minh. Cái này là mình dự đoán. Ở dưới này, câu D, em có thấy là cái thành phần thứ hai này không? Đây là y bình phương. Y bình phương là bậc 2 rồi. Như vậy chắc là không đúng luôn. Còn lại là câu B, câu C thì đây bậc nhất. X bậc nhất, y là bậc nhất theo x theo y. Y bậc nhất theo y, z đây là bậc nhất theo z. Đây. Trong C thì đây là bậc nhất theo y. 4z là bậc nhất theo z. X là bậc nhất theo x, nhưng mà 2 là bậc 0. Khi mà không có cái biến x y z, nó là hằng số thì mình coi là biến là 0, mà 0 thì không còn là bậc nhất nữa. Cho nên không tính toán gì cả, mình có thể đoán ngay được rằng là cái ánh xạ trong bốn cái ánh xạ này thì chỉ có cái ánh xạ thứ hai, nó là ánh xạ tuyến tính đi từ R3 vào R2, cho nên chúng ta chọn cái này. Hiển nhiên là đây là đề thi trắc nghiệm, cho nên là những câu kia sai thì đương nhiên câu còn lại là đúng. Là trong mình chọn một phương án mà câu này đúng thì tức là những câu khác, những các phương án khác sai. Còn nếu mà muốn làm cụ thể thì chúng ta phải đi chứng minh. Nhưng mà qua câu 1 này là tôi đã chỉ các em một cách nhanh nhất để mà mình làm trắc nghiệm. Khi mà họ hỏi mình về ánh xạ tuyến tính thì mình nhìn vô, mình thấy cái nào mà mang giống nhất bậc 2 hoặc bậc 0 là mình loại ra. Hằng số là hằng số là bậc 0. Nhưng mà nhớ hằng số bậc 0, nhưng nếu là số 0 thì không có thể coi là 0x. Cho nên là cũng có thể coi là bậc nhất được. Chúng ta thử xem câu số 2. Ánh xạ nào sau đây là ánh xạ tuyến tính đi từ R2 vào R2? À, người ta cũng cho mình bốn phương án. Thế ở đây, các em thấy nè. Mình có kinh nghiệm rồi. Cái chỗ này bậc 2. Chúng ta loại phương án D. Ở đây x bình phương là bậc 2. Chúng ta loại phương án C. Còn hai cái này thì chúng ta có thể kiểm tra. Nhưng mà thế này đây nè. Vừa nhắc các em đó, đây là bậc nhất theo x nè, đây là bậc nhất theo y, là tốt rồi các em ha. Cái này x trừ y là x là bậc nhất theo x, này trừ y coi như là bậc nhất theo y, 3y là bậc nhất theo y. Hai cái phương án a b này nó chỉ khác nhau một tí thôi, là trong cái phương án a cái hằng số nó xuất hiện cái hằng số không có dính đến x y z gì cả đó, ở đây là số 1, ở đây là số 0. Thế thì một
thì không thể coi là một x được, không thể coi là một y, không thể coi là một z được. Có đúng không nào? Cho nên nó không phải là bậc nhất. Không thì có thể coi là không x, có thể là coi không y, có là coi không z. Như vậy thì trong hai phương án này nè, nếu em kiểm tra lại, em sẽ thấy rằng cái phương án B là phương án đúng. Đó. Em thấy là mình cứ tập làm quen như thế này nè, thì nếu mà mình gặp những cái bài thi là những trong đó có chứa những câu trắc nghiệm mà liên quan đến cái định nghĩa ánh sáng tuyến tính là chúng ta sẽ làm rất là mau, tiết kiệm thời gian, chúng ta không tính toán gì cả các em, mình nhìn vô mình thấy liền. Rồi, chúng ta sẽ thử câu tiếp theo, câu số 3. Ánh xạ F đi từ R3 vào R3. Định bởi là Fxyz thì bằng x trừ y cộng mz. Thành phần thứ nhất. Thành phần thứ hai là 3y cộng z. Thành phần thứ ba là x trừ ny. Trừ đi n lần yz. Trong đó mn là các số thực. Để hỏi rằng là cái ánh xạ F này nó là ánh xạ tuyến tính khi và chỉ khi nào? Phương án A là m bằng 0, n bằng 0. Phương án B là m bằng 0, còn n thì tùy ý. Phương án C là m mà tùy ý, ngược lại ha, n bằng 0. Và phương án D là m mà tùy ý và n tùy ý. À, chúng ta có kinh nghiệm làm hai câu số 1, số 2 rồi, cho nên qua câu số 3 này, hy vọng là các em sẽ thấy được là mình nên chọn phương án nào. À, chúng ta xem. À, chỗ này là bậc nhất không? X bậc nhất, trừ y là bậc nhất, mz là bậc nhất. Cho dù m là số mấy đi nữa, thậm chí là số 0 như hồi nãy chúng ta có nói đó, mz mà m là không, là số 0 thì không cũng có thể coi là không z, coi như là bậc nhất luôn. Thành phần thứ hai, 3y bậc nhất, z bậc nhất, tốt. Thành phần thứ ba, x là bậc nhất rồi, nhưng cái này có ny nhân z, y là bậc 1, z là bậc 1, y nhân z là số hạng mang bậc 2. Mà tuyến tính thì mình không có bậc 2, cho nên mình phải chọn n bằng 0. Vậy thì trong bốn phương án này các em nè, mình xem cái phương án nào mà có n bằng 0 thì mình lôi ra. À, n bằng 0 là có A này, với lại gì nữa này, à, có C này. Đó. Thế bây giờ A nói là n bằng 0 nhưng m phải bằng 0. Còn C nói là n bằng 0 còn m tùy ý. Thì mình nhìn thấy là rõ ràng là đâu cần m bằng 0, phải không? M bằng 1 cũng được, m bằng 2 cũng tốt thôi. Tại vì lúc đó là bậc nhất theo Z. À, vậy thì chúng ta sẽ chọn phương án C. Đó. Đó, như vậy là qua ba câu này là chúng ta đã làm khá nhuần nhuyễn về cái định nghĩa ánh sáng tuyến tính. Ta sẽ tiếp tục với câu số 4. Cho ánh xạ tuyến tính F đi từ R3 vào R4. Người ta hỏi mình thế này: khẳng định nào sau đây luôn luôn đúng? Mình đề án nói rằng là F không phải là đơn ánh. À, họ nói là bất kỳ ánh xạ tuyến tính F nào đi từ R3 vào R4 thì F đó không là đơn ánh. Phương án B là F đó không thể là toàn ánh. C là AB đều đúng. Tức là mọi cái ánh xạ tuyến tính mà đi từ R3 và R4 là không thể nào là đơn ánh được, không thể nào là toàn ánh được. Đó là mệnh đề C. Mệnh đề B nói, D nói là AB sai. Thế thì chúng ta cần phải nhớ lại có một cái định lý nó liên quan đến cái chuyện mà ánh xạ tuyến tính thì khi nào là đơn ánh, khi nào là toàn ánh, khi nào là song ánh. Định lý đó phát biểu như sau. Ở đây chúng ta cùng xem lại nha. À, chúng ta cho hai cái không gian vector là U với V. À, ví dụ như U nó có bao nhiêu cái phần tử trong này, V cũng vậy luôn. Giả sử có một cái ánh xạ tuyến tính F đi từ không gian U vào không gian V. À, chúng ta giả sử rằng số chiều của U là N và số chiều của V là M. Chúng ta tìm hiểu thử xem rằng là khi mình biết số chiều của không gian thứ nhất U và số chiều của không gian V, thì với một cái ánh xạ F tuyến tính như vậy thì cái điều kiện ràng buộc nào giữa N và M thì cho phép chúng ta có thể kết luận được về cái tính đơn ánh, toàn ánh, song ánh của ánh xạ tuyến tính F này. Thì định lý nó như sau.
sẽ không tồn tại toàn cấu F đi từ U vào V nếu như N nhỏ hơn M. Đó. Nếu N mà nhỏ hơn M thì F này không thể toàn cấu ở đây, tức là toàn ánh. Một cái ánh sáng tuyến tính mà nó là toàn ánh thì ta gọi là toàn cấu. Thì không thể, ánh sáng F này không thể là toàn ánh nếu như N nó nhỏ hơn M. Định lý thứ hai nói rằng là sẽ có tồn tại một cái đơn cấu F nào đó đi từ U vào V. Không nhất thiết là phải cái ánh sáng F mà chúng ta nêu lúc ban đầu một cách cụ thể. Nhưng nếu như số chiều của N mà nó lớn, bé hơn bằng số chiều của M thì chúng ta sẽ tồn tại một cái đơn cấu F đi từ U vào V. Định lý số 3 nói là sẽ tồn tại một cái đẳng cấu F đi từ U vào V nếu như mà N và M bằng nhau. Định lý này có khó nhớ lắm không? Nhắc lại một lần nữa rằng là toàn cấu tức là ánh sáng tuyến tính mà nó là toàn ánh. Còn đơn cấu tức đó là ánh sáng tuyến tính mà là đơn ánh. Đẳng cấu tức là đó là ánh sáng tuyến tính mà ánh sáng đó nó là song ánh. Thế em thấy nè, cái này bây giờ viết ra như thế này thì đôi lúc sẽ nhầm lẫn ha. Nhiều khi mình không nhớ được là N nhỏ. Định lý mà muốn tồn tại đơn cấu thì N phải bé bằng M hay là N lớn bằng M. Thế bây giờ chúng ta có thể nghĩ như vậy cho nó dễ nhớ. Mình tưởng tượng như thế này ha, nó ngô nghê một tí xíu nhưng mà dễ nhớ nè. Bây giờ số chiều của N đó, ví dụ đây N nó nhỏ M, tức là số chiều của N nhỏ hơn số chiều của M. Mình ngầm hiểu đó là giống như là số phần tử trong U nó nhỏ hơn số phần tử trong V. Thế bây giờ có một cái cuộc chiến mà người ta kéo quân từ U tiến đến V, tiến sang V. Thế khi mà N mà nó nhỏ M, số quân bên đây mà nó ít hơn số quân bên đây thì sao? Thì chắc là không có hy vọng toàn thắng, không có tồn tại toàn cấu. Số bên đây nó ít hơn bên đây, số chiều bên đây nó nhỏ hơn, quân bên đây nó ít hơn quân bên đây, nó không có đủ điều kiện để chiến thắng. Đó. Tồn tại đơn cấu F đi từ U vào V khi N bé mà M. Thế mình cũng hiểu như thế này nè. Ví dụ bên đây là số quân là N, bên đây số quân là M. Thế nếu N mà nó bé hơn M thì khi mình dẫn đoàn quân từ đây mà sang đây, nó ít trong, nó có vẻ đơn độc, nó đơn lẻ. Chắc là mà đơn độc đơn lẻ như vậy thì mình coi có đơn cấu. Còn nếu như mà N bằng M có nghĩa là quân số bên đây nó bằng nhau, nó bằng nhau thì đẳng tức là bằng, đẳng cấu. Nó hiểu một cách trong thì nó nói nó ngô nghê nhưng mà nó dễ nhớ. Là chúng ta sẽ áp dụng cái định lý này để chúng ta xử lý cái câu số 4. Bây giờ nè, ánh xạ F của mình đi từ U, ở đây là R3, vào không gian vector V là R4. Như vậy là số chiều đây là 3, số chiều đây là 4. Như vậy là số chiều đây nó ít hơn số chiều đây. Thế chúng ta mới nói là số chiều đây mà ít hơn, giống như là quân bên đây ít hơn mà dẫn qua đến quân bên đây nó nhiều hơn. Cái việc đi đến nó phải đơn lẻ lắm, đơn độc lắm. Như vậy thì nó hy vọng là đơn ánh, nhưng mà không thể là toàn thắng được, không thể toàn cấu được. Như vậy thì mình chọn ngay phương án B. Đó. Các em thân mến, như vậy là trong cái buổi học hôm nay á, thì với thời lượng cho phép thì tôi đã tách ra làm hai phần. Chúng ta cố gắng là hoàn tất cho nó xong cái chương trình số 3, chương số 3. Và phần còn lại chúng ta đã ôn được 4 câu của ánh sáng tuyến tính. Thì tuần sau chúng ta sẽ tiếp tục làm cái phần này với những tập trắc nghiệm cho chương 3. Chúc các em ôn tập tốt. Thân ái, chào các em.